Hôm nay, toàn thể giáo hội hân hoan mừng lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài là rường cột, là nền tảng của giáo hội. Hai vị là hai con người rất khác biệt nhau, nhưng đã bổ túc cho nhau một cách tuyệt diệu để xây dựng hội Thánh Chúa. Thánh Phêrô là thủ lĩnh trong việc tuyên xưng đức tin và là người thay mặt Chúa Kitô điều hành giáo hội. Thánh Phaolô là người bảo vệ đức tin để được ơn cứu độ. Chính tình yêu mến nồng nàn của hai vị đối với Chúa Kitô đã thúc đẩy hai vị sống chết để làm chứng cho Chúa. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi tín hữu khi đứng trước những khó khăn, khi gặp những cơn thử thách đau khổ trong cuộc sống, biết noi gương hai thánh tông đồ để nhận ra sự hiện diện của Chúa và để có thể thưa với Chúa như thánh Phêrô: lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Cũng như có thể thưa với Chúa như thánh Phaolô: chính tình yêu của Chúa Kitô đã thiêu đốt tôi. Kính thưa cộng đoàn, ngay từ chiều hôm nay, giáo hội đã long trọng mừng lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ
hai cột trụ của Hội Thánh Chúa, và trong giáo xứ chúng ta là bổn mạng của giáo khu Phêrô, là bổn mạng của cha phó Phêrô. Xin hiệp dâng cầu nguyện cho giáo khu cũng như cho cha phó Phêrô của chúng ta. Cũng xin hiệp dâng tạ ơn Chúa, xin ơn bình an, tạ ơn mừng bổn mạng thánh Phêrô Phaolô, xin ơn hoán cải, xin đền tội, xin ơn chữa lành, xin ơn chết lành, đi đường được bình an. Cầu nguyện cho ông Phêrô Nguyễn Xuân Chí mới qua đời thuộc giáo khu Phêrô. Lễ dỗ linh hồn Francisco Xavier Giuse Joan Bautista. Cầu nguyện cho ông bà cố Martin và Marta. Linh hồn Joan Bautista Maria Anna Maria Teresa Daming Jacobe Giuse Teresa Vicente Anton Ferro Joan Philippe Agatha Madalena. Các linh hồn nhà an nghỉ, các thai nhi, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Xin cho đời sống đức tin của chúng con qua những trải nghiệm như thánh Phêrô, như thánh Phaolô, chúng con biết luôn để chọn lựa những giá trị cao quý nhất, tốt nhất là nhận biết Chúa, là yêu mến Chúa. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ cho, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được cưu mang trong tội lỗi. Nhớ lòng Chúa qua bao dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thông hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mại trần thế. Nhớ lòng Chúa qua bao dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thông hối, là Ngài lại thứ tha. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế
chúng con ca ngợi Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã sai hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ đến giảng dạy cho hội thánh những điều căn bản của đức tin. Xin nhậm lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà thương tình nâng đỡ và ban cho chúng con vững vàng tiến bước trên con đường cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn đời. Thiên Chúa luôn yêu thương những kẻ thuộc về Ngài. Cánh tay quyền năng và nhân từ của Chúa vẫn luôn dẫn dắt và che chở cho các ngài. Chúa đã tuyển chọn và yêu thương họ trong mọi nơi, mọi lúc, nhất là khi gặp khó khăn thử thách. Đó là trường hợp Chúa đã phù trợ và giải thoát Phêrô như lời tường thuật trong bài sách Tông đồ Công vụ sau đây. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ 9. Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày, họ đặt anh ta bên cửa đền thờ gọi là cửa đẹp để xin kẻ ra vào đền thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phêrô nói: "Anh nhìn chúng tôi đây." Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi." Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được. Rồi cùng với hai anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa
Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đền thờ, họ kinh ngạc, sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh. Đó là lời Chúa. Sau đây, chúng ta hãy lắng nghe những lời tâm sự của Thánh Phaolô với người môn đệ của Ngài. Đời Thánh Nhân như một cuộc chạy đua mà Ngài đã đem hết niềm tin ra để cố gắng đạt tới đích. Giờ đây, chỉ trông chờ Chúa Thượng Công bồi hậu. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết tin mừng loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng chính là Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe tôi nói, tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Tôi đã quá hăng say, bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với truyền thống của cha ông. Nhưng chính Thiên Chúa đã dành riêng cho tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Tôi đã đoái thương mặc khải con người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị là tông đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Đa Mát. 3 năm sau, tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Kê-pha và ở lại với ông 15 ngày. Tôi
tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa, viết cho tôi những điều này. Tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con thương thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con thương thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con Gioan, anh có thương thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có thương thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thì biết rõ mọi sự. Thầy biết con thương thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Hôm nay cha thấy bên đây các em thiếu nhi nhiều, thì cha đang tự hỏi là: Chúng con có thuộc giáo khu Phêrô không? Ai thuộc giáo khu Phêrô giơ tay. Thiếu nhi ai thuộc giáo khu Phêrô? Wow, vậy ban đầu cha cứ tưởng giáo khu Phêrô mà có thiếu nhi nhiều như vậy. Mà trong khi thì có người gửi cho cha cái thông tin về giáo khu thì có 325 người hả? Nhớ đúng không? Rồi có 97 hộ gia đình. Rồi nằm cái gì, cái hẻm 116 tôi đến thành đây vậy ha. Rồi làm đa số là làm kinh doanh buôn bán. Nhìn bà bán gì? Bán vàng hả? Kim cương hả? Bà bán đồ hả? Bán vàng kim cương là cái giáo khu là giàu rồi. Buôn bán gì? Vàng kim cương đô la hả? Có kim ngân có đạo không? À, rồi chúc mừng, mình buôn bán được cái gì khá thì tốt ha. Bây giờ lần đầu tiên thì con thấy kiệu Thánh Phêrô bằng xe chứ không phải là khiêng, không? Lần đầu tiên ở đây thì cũng tốt thôi, nghĩa là ít ra thì mình cũng văn minh tiến bộ hơn các giáo xứ khác. Đó là ngày xưa thì chúng con có biết Thánh Phêrô là giáo hoàng thứ mấy? Ai biết giơ tay. Rồi con á, con nói đúng mà nói lớn lên. Ừ con á, nói to lên. Nói to như con to giống cha vậy đó. Thứ. Đó, vỗ tay hay quá. Thánh Phêrô chúng ta được gọi là giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Chúa Giêsu thành lập, thì Chúa đã
cách cử Thánh Phêrô là người đầu tiên lãnh đạo giáo hội sau khi Chúa về trời. Đố câu khó nữa thì chắc không biết đâu. Nhiều khi người lớn chả biết, nhiều khi con cũng chả nhớ. Cho đến nay là giáo hoàng thứ mấy kế vị Thánh Phêrô về tìm hiểu ha. Thế thì chúng ta thấy cho đến thời Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, con nhớ không lầm, thì nhỏ con đã xem phim là Ngài vẫn ngồi trên kiệu. Cho đến Gioan Phaolô II bắt đầu mới thấy Pope Papa Mobile, nghĩa là xe Đức Giáo Hoàng, bắt đầu mới có xe. Thấy không? Đến Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục là năm 78 ngày mới qua đời, thì vẫn còn khiêng kiệu mà. Rồi Gioan 23 là cái mũ giáo hoàng 3 tầng là cải cách xuống, chỉ còn 1 tầng thôi, không có 3 tầng nữa, đơn giản lại. Thì người ta khiêng kiệu mới đây đi xe, mấy ông văn minh quá cho giáo hoàng thứ nhất đi xe luôn. Đấy, giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, Gioan Phaolô Đệ Nhị mới được đi xe, thấy không? Đâu được đi kiệu đâu. Thôi nói vậy chứ văn minh là tốt rồi. Nhưng mà mấy ông bà giáo khu Phêrô sống làm sao á, mà Thánh Phêrô suy nghĩ tóc bạc hết trơn rồi. Ông đâu có bạc đâu dữ. Năm sáu mấy ông chết rồi, làm gì mà tóc bạc dữ. Mấy bà chắc sống tội lỗi, ông suy nghĩ nhiều quá. Một vài cái bông đùa để chúng ta bước vào. Bây giờ con cũng thắc mắc với cha xã luôn, hôm nay là lễ vọng hai Thánh Phêrô Phaolô, thì tội nghiệp ông Thánh Phaolô thật, chọn có ông Phêrô, giáo khu Phêrô, không chọn giáo khu Phêrô Phaolô đi. Rồi những bài hát là phải hai ông, không sao. Hai bài đọc, bài một, bài tin mừng đều nói Phêrô, chỉ có bài đọc hai mới nói về Phaolô mà thôi, thấy không? Và cái bài tin mừng tuyệt vời. Anh chị em mà để ý, tôi cố tình đọc những cái động từ về tình yêu thương chậm mà nhấn mạnh để tôi cắt nghĩa, mà dịch như vậy thì mới sát Thi Lạp. Chúa Giêsu hai lần đầu hỏi Phêrô, anh có yêu mến thầy không? Cái chữ yêu mến là nhất rồi, đúng không? Tôi đọc yêu mến ra ngoài. Ông Phêrô trả lời sao? Bà gần tôi nhất là ông Phêrô trả lời sao? Có gì? Thương thầy hả? Bà có thương thầy không? Thầy biết con thương thầy. Yêu với thương khác nhau không? Khác. Tiếng Việt mình hay phong phú như tiếng Hy Lạp. Agapeo, tình yêu hy hiến. Đấy. Chỉ có mình Đức Kitô là Agapeo. Ngài yêu chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống vì chúng ta, chết cho người mình yêu. Yêu mến của Chúa Giêsu là vậy đó. Cho nên Chúa đòi hỏi Phêrô là: con có yêu thầy như thầy yêu con không? Thầy yêu con là thầy hy sinh mạng sống vì con đi nè. Cho dù con chối thầy 3 lần thì hôm nay thầy cũng hỏi con lại 3 lần. Nhưng mà Chúa chịu thua, ông cứ trả lời con thương thầy thôi. Thương thì thích thì thương, còn không thích thì thôi, thích không thích thì chối. Còn cái yêu là nó gắn bó, là hy sinh cho cả cuộc đời vì người nào đó. Thì cuối cùng lần thứ 3 Chúa hỏi: vậy thầy, anh có thương thầy không? Thì thầy biết rõ, ông buồn, thầy biết rõ là con thương thầy. Cho nên 3 lần ông Phêrô dùng động từ phileo khác, hạ xuống chút, là cái cấp độ, cái cường độ yêu nó giảm hẳn luôn. Như tôi thích bạn, tôi yêu bạn khác, thấy không? Tiếng Việt mình phong phú á. Tôi thích bạn là tôi thương bạn, tôi yêu bạn nó khác nè. Cấp độ khác nhau. Thì tinh thần của Hy Lạp là vậy. Và Chúa đã yêu mến, cho nên ở nhà đạo chúng ta có tiệc gọi là tiệc Agape. Khi mà mình nghe tiệc chữ Agape có nghĩa là cái tiệc huynh đệ, là cái tiệc tình yêu mà Chúa Giêsu đã hiện cho chúng ta, mà hôm nay
tác giả Gioan đã cố tình cho chúng ta phân biệt những cái cấp độ yêu thương. Thì ngày hôm nay giáo khu 1, chúng ta nhận Thánh Phêrô làm bổn mạng. Chúng ta hãy tự hỏi chồng có yêu vợ như vậy không? Vợ có yêu chồng như cái động từ mà Chúa muốn không? Thì ngày hôm nay mình phải như vậy. Đã là vợ chồng gia đình, hy sinh cho nhau, hy sinh cho giáo khu, cho đức tin mà chúng ta cũng đã đầu lễ rước kiệu chúng ta nói Thánh Phêrô là người tuyên xưng đức tin, thấy không? Rất là hay. Và người đã thiết lập hội thánh, để Phaolô chỉ là người làm sáng tỏ cái đức tin đó và rao giảng tin mừng cho muôn dân. Vì chỉ là Phêrô nên giảng về Phêrô, nên chúng ta Phaolô cũng tuyệt vời. Để chúng ta ngày mai chúng ta nghe hai thánh nữa với tin mừng khác. Hôm nay chúng ta cùng vui mừng chung chia cái niềm vui với giáo khu 1, giáo khu Phêrô này. Để chúng ta tạ ơn Chúa qua lời bầu cử của Thánh Phêrô, người đã yếu đuối một cuộc đời nhưng Chúa đã chọn để làm giáo hoàng, để làm trưởng tông đồ cho chúng ta ngày hôm nay với cái đức tin vững mạnh mà Ngài đã tuyên xưng cho chúng ta. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo, đồng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được vinh thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: Tôi tin Hội Thánh duy nhất Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã xây dựng Hội Thánh của Ngài trên nền tảng các tông đồ, cách riêng là hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Nhờ đó Hội Thánh của Chúa không ngừng phát triển vững mạnh, trường tồn. Chúng ta tha thiết dâng lời cầu nguyện. Hôm nay toàn thể giáo hội Công giáo toàn cầu mừng kính trọng thể hai thánh Phêrô và Phaolô. Nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha Francisco, hàng giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ luôn nối gót hai thánh tông đồ, dẫn dắt giáo hội trên con đường truyền giáo và sẵn sàng hy sinh vì đức tin của mình. Xin Chúa nhận lời. Được sự hồng phúc Chúa ban, đã cho chúng con năm nay tổ chức mừng thánh lễ bổn mạng. Nguyện xin Chúa đoái thương và ban phúc lành của Ngài cách riêng cho cha sở Gioan Bautista kính yêu và cha phó, quý cha, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa được dồi dào ân sủng, bình an và hiệp nhất trong tình yêu thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thánh Phêrô, Chúa đã ban cho Ngài chìa khóa nước trời. Nguyện xin Ngài đối hoài phù trợ cho toàn thể giáo dân trong giáo xứ Hòa Hưng. Giáo khu chúng con đã chọn Ngài làm bổn mạng cho tất cả ân nhân trong ngoài giáo khu, cách riêng cho ban điều hành và các bệnh nhân luôn dồi dào sức khỏe, đầy tràn nhiệt huyết để xây dựng giáo khu luôn thăng tiến như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nguyện xin Chúa và Thánh Phêrô ban phúc lành, trả công ơn bội hậu cho những ân nhân, thân nhân trong giáo khu Phêrô và những sự giúp đỡ ngoài giáo khu được hồn an sát mạnh trong ơn Chúa và Thánh Phêrô. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, đó là những ý nguyện chân thành chúng con xin dâng, và chúng con đang sống trong thời đại giáo hội hiệp hành với công đồng công nghị, mời gọi tất cả chúng con hiệp thông tham gia sứ vụ. Xin cho mỗi người chúng con biết luôn luôn góp phần tích cực xây dựng Hội Thánh Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Dâng lên Ngài
xin dâng lên, con sẽ dâng lên tình nhân loại, dâng cho Ngài bài ca yêu thương. Bao yêu thương đổ về, dâng trong tim tràn trề, xin dâng Ngài, xin dâng Ngài ngàn vạn câu ca, xin dâng Ngài lòng thành tri ân. Con muốn ca khen Ngài trọn đời như ánh hương muôn ngàn tỏa bay, để tôn vinh, để tri ân tình yêu Chúa yêu thương nhân trần. Xin anh chị em cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, trong ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng con vui mừng mang của lễ dâng lên bàn thờ Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận và cho chúng con cũng biết mình chẳng có công trạng gì, càng sung sướng vì được Chúa thương cứu độ. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cha đã sắp đặt để Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, Thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, Thánh Phêrô thiết lập hội thánh tiên khởi cho người Israel, Thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức Kitô, nên các ngài đáng được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhận cục một triều thiên vinh quang. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cần lấy bánh ta ơn về đây và trao cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con thầy nhân lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con là Chúa chiều trên. Tiên sức Chúa sống ngài, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ Tá Giuse, Đức Hồng Y Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con cầu nguyện theo những ý nguyện xin dâng lên trong thánh lễ chiều nay, đặc biệt những tâm tình của các gia đình giáo khu Phêrô chúng con. Xin cho các gia đình giáo khu được niềm vui bình an, làm chứng tin mừng của Chúa trên địa bàn của mình. Cho mọi người được khỏe mạnh, được bình an. Những người già yếu được thêm nghị lực ơn Chúa. Và những người đã qua đời được hưởng nhan thánh Chúa. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt, ông Phêrô Nguyễn Xuân Chí mới qua đời. Những người con Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đời sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần,
đến muôn đời. Con có yêu mến Thầy không? Xin cho mỗi người chúng con với đáp trả đều đầy tình thương mến Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sơ dở. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Niềm vui bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc những ai được mời dự tiệc trên Thiên Chúa.
sóng nước mênh mông, thuyền buôn lái biết trôi về đâu. Để con biết theo ai bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngày đời con buồn tênh. Bỏ rơi con hơi ngày ơi, thân con máu đau trên treo thâm hình, nào ai buồn thương. Dây bảo con đi giữ gìn con trong chân lý Ngài, bước đi theo Ngài đời con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng ta dùng giáo huấn của các vị tông đồ để soi đường dẫn lối các tín hữu. Xin cho bí tích này đem lại cho chúng con nhiều sinh lực mới. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Xin cảm ơn Cha Carolo Vũ Anh Quốc đã cùng đồng tế thánh lễ và chia sẻ những tâm tình đặc biệt trong ngày lễ hôm nay,
Và chúng ta nổ một tràng có tay thật lớn để mừng cho giáo khu Phêrô. Và thêm một tràng pháo tay nữa cho cha phó Phêrô đặc biệt trong thánh lễ sáng mai. Xin tiếp tục cầu nguyện cho giáo khu Phêrô trong ngày mai, cũng như cho cha phó Phêrô của chúng ta. Và thánh lễ an táng ông Phêrô Nguyễn Xuân Chí, 60 tuổi, sáng mai lúc 6:30. Thánh lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.